Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, do tác động của dịch COVID-19 bùng phát mạnh tại các quốc gia như là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu và Mỹ là những thị trường lớn và trọng điểm của xuất khẩu thủy sản Việt Nam. Vì vậy, ngành xuất khẩu thủy sản Việt Nam đã bị ảnh hưởng rõ rệt. Ước tính xuất khẩu thủy sản riêng trong tháng 3 năm 2019 chỉ đạt 549 triệu đô la Mỹ, giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, xuất khẩu thủy sản Việt Nam 3 tháng đầu năm 2020 ước đạt trên 1,5 tỷ đô la Mỹ, giảm 14% so với cùng kỳ. Trong đó các thị trường trọng điểm đều giảm mạnh, lần lượt là châu Âu giảm sâu nhất 40%, Trung Quốc 25%, Hàn Quốc 24% và Nhật Bản là 19%. Riêng tại thị trường Mỹ, do dịch COVID-19 bùng phát trễ hơn các thị trường khác nên kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này giảm nhẹ hơn 8,6%. Theo kết quả khảo sát từ các doanh nghiệp thủy sản, hiện nay chỉ có 30-50% tỷ lệ các đơn hàng vẫn tiến hành giao cho khách đúng tiến độ. Trong đó, tỷ lệ các đơn hàng bị khách yêu cầu dừng là 20-40%, yêu cầu hủy là 20-30%. Các thị trường có tỷ lệ khách hàng yêu cầu hoãn giao hàng hoặc hủy đơn thường là Trung Quốc, châu Âu và Hàn Quốc. Theo VASEP, những tác động bởi dịch COVID-19 đối với tình hình xuất khẩu thủy sản là không thể tránh khỏi và các doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nếu tình hình dịch bệnh không được kiểm soát tốt. Vì vậy, cách tốt nhất là doanh nghiệp phải tự tổ chức lại từ kế hoạch sản xuất, lao động, thị trường xuất khẩu để giảm chi phí, cố gắng duy trì các hoạt động sản xuất nhằm tiếp tục đáp ứng các đơn hàng đúng theo tiến độ. Phía VASEP sẽ thường xuyên tập hợp ý kiến doanh nghiệp về những khó khăn vướng mắc do ảnh hưởng của dịch COVID-19 để đề xuất lên chính phủ những giải pháp kịp thời nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp có thể vượt qua được giai đoạn khủng hoảng này. Cũng theo VASEP, nếu dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, thì tình hình xuất khẩu thủy sản Việt Nam trong thời gian tới sẽ còn tiếp tục sụt giảm. Do đó, kế hoạch xuất khẩu đạt 9 tỷ đô la Mỹ cho năm 2020 cũng sẽ bị ảnh hưởng.